Rồi, hôm nay là hướng dẫn cho em giải cái đề kiểm tra học kỳ 1 năm 2023-24 môn vật lý 10, thời gian 45 phút của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Nam. Đề này gồm hai phần, trắc nghiệm là 5 điểm, gồm có 15 câu và tự luận là 5 điểm, gồm có 4 câu. Rồi, ta sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Thì câu số 1 như thế nào? Câu số 1. Phương pháp mô hình ở trường phổ thông gồm những dạng đó là gì? Phương pháp mô hình đó là gồm mô hình vật chất, mô hình toán học và mô hình lý thuyết. À, vật chất, toán học và mô hình lý thuyết nha, gồm 3 dạng. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Ta đi vào câu số 2. Một chuyển động dọc theo đường thẳng, độ dịch chuyển của nó tại các thời điểm khác nhau được cho ở bảng sau. Độ dịch chuyển, đồ thị độ dịch chuyển DT của vật đó là đồ thị độ dịch chuyển thì nó chính là cái gì? Nó chính là cái đường thẳng mà nó đi qua góc tọa độ là không không, là thấy chưa? Đó, nếu mình vẽ lên trục tọa độ mình sẽ thấy ha, cái đồ thị nó sẽ là đi qua không không nè, đầu tiên là không không, tức là đồ thị đồ dịch chuyển thời gian của vật đó là cái đường thẳng đi qua góc tọa độ không không. Vậy chúng ta chọn đáp án là B, tại vì sao? Cái này là đường thẳng luôn, thật ra nó phải là đường gấp khúc. Bởi vì theo thời gian t này mình thấy nó tăng dần không? Tăng lên là 10, 20, 30, 40, 50, 60, nó tăng đều ha, thì nó là chuyển động thẳng đều á ha. Rồi, ta đi vào câu số 3. Là đối tượng nghiên cứu của vật lý thì trong cái lý thuyết mình có ha. Đó, đối tượng nghiên cứu của vật lý á, là nó các dạng vận động của vật chất và năng lượng, thì trong sách giáo khoa mình đã có cái này, trong sách nó để hai cái chữ này là viết in hoa luôn, được chưa? Đó, vật chất và năng lượng. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Ta đi vào câu số 4. Gia tốc là một đại lượng. Đại lượng như thế nào? Gia tốc là nó vector đúng không? Nó là đường vector nha, chứ không phải là độ lớn với không vector nha. Đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm. Bởi vì gia tốc là, theo công thức của mình đúng không? Là delta V chia cho delta T. À, nhớ nha. V là nằm trên, T là nằm dưới. Cho nên ở đây mình sẽ chọn đáp án là C. Câu số 5. Để đảm bảo an toàn, thiết bị đo điện khi cần khi sử dụng đó, thì mình cần như thế nào? Để đảm bảo thiết bị đo điện cần sử dụng, nếu mình sấy khô trước khi sử dụng cái này không cần thiết, trừ khi nó bị dính nước hay gì đúng không? Chọn thang đo lớn nhất của không không được nha, đo phù hợp mới được, chọn chức năng đo bất kỳ không được và phải chọn phù hợp. Ví dụ mình đo dòng điện đó bao nhiêu volt thì mình chọn phù hợp thôi, chứ chọn lớn cũng được, mình chọn bé hơn thì cũng không được. Đó, cho nên mình chọn đáp án là D. Ta đi vào câu số 6. Một vật chuyển động nhanh dần đều có vận tốc là V0. Rồi, gia tốc có độ lớn A không đổi. Phương trình vận tốc là V bằng V0 cộng AT. Đó, thì cái vật này có gia tốc, đúng không? Thì vật này sẽ có chuyển động nhanh dần đều ha. Thì tích nhanh dần đều á, thì tích gia tốc với vận tốc là cùng dấu, cho nên nó dương, hiểu không? Đó. Thì vật còn câu A này là đúng, A là đúng nha. Câu B này là sai. Tại sao sai? Câu B là sai. Vì A nhân V là dương, đúng không? Câu C, A luôn âm.
Sai. Đúng không? C với D sai. Vì sao? Vì A nếu dương, A lớn không, nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động. Còn A âm, nếu chọn chiều dương ngược chiều chuyển động. Nếu chọn chiều dương ngược chiều chuyển động. Đó, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là A. Ta đi vào câu số 7. Đi vào câu số 7. Phép đo mà giá trị của một đại lượng cần đo được xác định thông qua công thức liên hệ với các đại lượng. Phép đo mà giá trị của đại lượng cần đo được xác định thông qua công thức liên hệ với các đại lượng gián tiếp, được không? Đó. Mà giá trị cần đo thông qua cái công thức, tức là nó không đo trực tiếp mà thông qua công thức nó tính. Ví dụ mình muốn đo được cái vận tốc thì mình phải thông qua cái quãng đường với thời gian, thì chúng ta gọi cái phép đo như vậy, gọi là phép đo gián tiếp. Còn trực tiếp là không có thông qua công thức gì hết, đo ra luôn nha, gọi là trực tiếp. Giờ chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Ta đi vào câu số 8. Độ dịch chuyển của một đại lượng, độ dịch chuyển của một đại lượng, đây tất cả đều là vector đúng không? Vector có vô hướng này. Thì nếu mà đại lượng vector á, cho biết độ dài, độ dịch chuyển nha, là một đại lượng vector, chắc chắn là đại lượng vector chứ không phải là đại lượng vô hướng, thì cho biết độ dài hướng chuyển động sự thay đổi vị trí của vật. Đó, là theo định nghĩa độ dịch chuyển. Cái câu A đó là cho biết độ dài và sự thay đổi là không đúng, thiếu. Cho biết hướng đó, thì nó lại thiếu độ dài. Còn độ dài và hướng mới là đầy đủ. Còn vô hướng là sai. Còn phía sau là đúng nhưng mà phía trên sai, nó còn nó không phù hợp. Vậy mình sẽ chọn đó là đáp án C. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 9. Câu số 9. Công thức đúng khi mô tả cách tính quãng đường trong chuyển động rơi tự do. Công thức đúng khi mô tả trong rơi tự do. Rơi tự do thì quãng đường đúng không? Làm bằng công thức nó là bằng 1 phần 2 GT bình phương. Đó, theo lý thuyết nha. Rồi, vậy chúng ta chọn đáp án là B. Câu số 10. Một vật bắt đầu chuyển động từ vị trí điểm O, sau đó chuyển động về điểm B. Quãng đường và độ dịch chuyển tương ứng. Thì ta có là cái quãng đường đây. Quãng đường và đi được là đi đến điểm A đúng không? Quãng đường đây là S. Thì nó sẽ bằng là OA. SOA. Rồi cộng cho S của AB. OA là 3. AB là trị tuyệt đối nha, của trừ 2 là OA nữa, quãng đường OA đó, tức là mình lấy là gì? XA trừ chỉ XO. Còn AB là lấy XB trừ cho XA. XA là 3, trừ XO là 0. Còn XB là trừ 2, trừ cho XA là 3. Nó bằng là 3 cộng 5 là bằng 8 mét. Rồi, tiếp theo là độ dịch chuyển của vật đi được là độ di chuyển thì cái công thức nó khác. D ha. Cái này độ di chuyển là D. Theo như cái công thức nó sẽ bằng là x cuối trừ chỉ x đầu. Đó. Xuất phát tại đâu? Tại ô đúng không? X cuối là B là trừ 2, trừ x đầu là 0, là bằng trừ 2 mét. Vậy chúng ta chọn là 8 với trừ 2 là đáp án D. Rồi, ta đi vào câu số 11.
Trong thời gian chuyển động là T, độ di chuyển của vật là D, quãng đường đi được là S. Biểu thức nào sau đây xác định vận tốc trung bình của vật? Rồi, vận tốc trung bình của vật. Câu số 11. V, vận tốc trung bình là một cái đại lượng vectơ nha. Vận tốc, đó thì là tốc độ mới không có. V á, là sẽ bằng là D chia cho T. Là chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Rồi, ta đi vào câu số 12. Chuyển động rơi tự do là một dạng chuyển động nhanh dần đều, thẳng nhanh dần đều. À, là đáp án C đó. Đúng không? Với cái gia tốc là G đó, 9,8 m giây hay 10 m trên giây đó. Câu C. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 13. Câu số 13. Độ di chuyển, đồ thị độ di chuyển thời gian chuyển động thẳng được biết là độ dốc ha. À, độ dốc tức là cái góc à, góc là tan bằng đó chia kề, đó chính là đúng không? Vận tốc đó chính là cái độ lớn của vận tốc, mà cái này mình quá quen ha. Cái gì bạn hiểu không? Cái độ dốc của nó chính là cái góc của nó là tan á, tan alpha đó. Thì bằng đối, đối là D mà chia kề là V, à, chia đề là T mà D chia cho T là bằng V, cho nên nó là độ lớn của vận tốc. Yeah. Tức là độ dốc của nó chính là gì? Chính là tan alpha. Đúng không? Mà tan alpha đó chính là bằng đối chia cho kề. À, đối tức ở đây mình lấy là độ lớn ha. À, đúng không? Đấy là độ lớn của là lấy D đó, chia cho T đó. Và D chia cho T chính là V đó, vận tốc. Vậy mình sẽ chọn đáp án là độ lớn của vận tốc đó là D. Rồi mình sẽ đi vào câu số 14. Chuyển động chậm dần đều là chuyển động như thế nào? Đó. Là chuyển động có cái độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian, gia tốc là không đổi, hiểu không? Trong lý thuyết chọn đáp án là D. À, ta sẽ đi vào câu số 15. Tóm tắt. Thì ở đây khi đo quãng đường di chuyển vật M ta thu được cái này. Thì S chính là gì? S là bằng S ngang cộng delta M. Đúng không? Theo như công thức S. À, cái này chính là S. À, bằng S ngang cộng trừ delta M. Delta S. Delta S. Rồi, sai số tỷ đối. Mình biết sai số tỷ đối không? Mình coi lại cái công thức này. Sai số nha. Nó nằm ở cái phần sai số của phép đo. Trang 15 á. Trang 17. Đây. Phép đo đúng không? Thì cái giá trị x ngang đây gọi là giá trị trung bình của đại lượng gần đo. X là gọi là giá trị của x. Còn cái delta x gọi là sai số tuyệt đối. Ừ. Rồi. Sai số tỷ đối tức là xem như là sai số tương đối đó. À, có người ta gọi là nè, tỷ số giữa hai cái là gọi là sai số tỷ đối. Thì công thức là delta x bằng delta x chia x ngang nhân 100%. Đó, tức là ở đây mình sẽ tìm đó là delta x. Delta S trong trường hợp này là delta S bằng bao nhiêu phần trăm? Rồi, thì từ cái chỗ này đó, ta có thì ta mới suy ra S ngang đó, S ngang
nó sẽ bằng là 125,86 cm, và delta S nó sẽ bằng là 1,55. Rồi, thì ta gọi là cái sai số tỷ đối của phép đo này là theo như cái công thức đó là delta x delta s cho bằng delta s chia delta chia cho s ngang ha. Delta s sẽ bằng là delta s chia cho s ngang nhân 100%. Rồi, delta S của chúng ta nó bằng là 1,55. S ngang là 125,86 nhân 100%. Rồi, hiểu không? Đó, là mình sẽ bấm máy ra. Ở đây bấm máy ra. Đấy, 1,55 nhân cho 100 thôi chứ không có bấm. Đấy nha, chia 125,86 thì nó sẽ bằng ra là 1,23%. Đó, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong phần trắc nghiệm. Bây giờ ta sẽ đi vào phần tự luận. Rồi, mình tự luận như thế nào? Tóm tắt. Nói chung là mấy cái đề thầy giải năm rồi đó, gửi cho em thì cái đề đó vẫn là thầy lựa mấy đề hay cho gửi đó. Còn nói chung là năm năm nào cũng vậy thôi, nó cũng kiến thức nó cũng vòng vòng đó thôi. À, cũng là chương trình mới nhưng mà năm nay thì cái cấu trúc nó thay đổi là cho đúng sai rồi này nọ, trắc nghiệm trả lời ngắn, nhưng mà hình thể những cái bài tập là như nhau hết à, chứ không có khác được. Rồi, một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau là 36 km, tức là ở đây nó cho S à, là bằng 36 km, xuôi dòng hay ngược dòng thì nó cũng là 36 km thôi. Mất khoảng thời gian là 2 giờ. Đúng không? Tức là cái thời gian đi từ A đến B là bằng 2 giờ, tức là trong trường hợp này đó là mình xét là xuôi dòng. Được chưa? Nên là xuôi dòng. À, vận tốc dòng chảy của nước so với bờ, tức là V. À, nước so với bờ, nước là số 1. Xin lỗi, thuyền là số 1, nước là số 2, dòng chảy là số 3. Như vậy ở đây là nước so với bờ là 2, so với 3 là 23 đó, là 2 km trên giờ. Rồi, vận tốc của thuyền đối với dòng nước chảy. Thuyền là 1, đối với dòng nước là 2, là bao nhiêu? Đúng không? Rồi, là bao nhiêu? Rồi, như vậy ở đây, mình hiểu, ở đây, thì nó cho cái thời gian này. Thì chẳng qua là mình phải tìm ra được cái vận tốc đúng không? Mình gọi nè. Nó gọi thuyền là 1, dòng nước là 2 và bờ là 3. À, rồi. Đúng không? Thì áp dụng cái công thức cộng vận tốc. Khoan, mình tính trước đi. Thì khi mình đi xuôi dòng từ A đến B thì cái vận tốc của thuyền đó đúng không, nó so là so với gì, so với bờ không, nó tức là nó đi từ A đến B đó là 36 km, là cái nó có quãng đường đúng không, và nó cho thời gian đi từ A đến B là đang đi xuôi dòng đúng không, là nó tính đó, là tính thuyền nó so với bờ nó đi được 32 giờ là 36 km đó. Cho nên đây mình phải tính trước cái vận tốc của thuyền so với bờ đó, khi đi xuôi dòng là V 1,3 đúng không? Cho bằng là S chia cho T là T AB đó. À. V1,3S chia cho T AB. Này là S nha. S của chúng ta là 36, T là 2 là bằng 18 km trên giờ. Rồi mình áp dụng cái công thức cộng vận tốc. Tức là theo công thức cộng vận tốc biết rồi, V13 bằng V12 cộng cho V23. Ừ. V13 bằng V12 cộng V23. V12 cộng cho V23. Ừ.
Rồi thì từ đó mình mới suy ra, mình mới chiếu ra, đúng không? Thì ở đây á, ta sẽ chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Chúng ra là phải chọn góc tọa độ, đúng không? Góc tọa độ tại vị trí A, chiều dương, góc thời gian là lúc, góc thời gian là lúc tàu bắt đầu chuyển động tại A, và chiều dương là chiều từ A đến B. Đó, chọn như là đủ đủ luôn á, hệ quy chiếu đầy đủ, không thiếu gì hết. Thường là giáo viên chỉ chọn chiều dương thôi, hay là chọn cho em hiểu luôn á. Rồi ta chiếu sao, chiếu cái biểu thức vector lên ha, chụp tọa độ, chiếu sao lên thành độ dài, đúng không? Lên OX, lên chiều dương á, lên lên chụp OX á. À, chiếu sao lên theo chiều dương, lên chiều dương ha. Ta được thì V13 đúng không, là bằng V13. Nói chung cái này dễ mà, bằng V12. Hỏi nhắc lại này nha, V23 thì từ đó ta cần tìm là tìm V12, chuyển vế qua lấy V13 trừ cho V23. Đó, V13 tính ở trên là 18 trừ V23 là bằng 2. Đó, là bằng 16 km/h. Xong. Đó, vì chúng ta kết luận. Đấy. Vậy, vận tốc của thuyền đối với dòng chảy là 16 km/h. Đơn giản ha. Đó. Rồi, câu số 2. Tại vì giờ thầy cũng thật sự là dạy rất là nhiều lớp, không? Cho nên 12 rồi dạy lớp 11, rồi lớp 10, lớp 9, lớp 6, 7, 8 nữa. Cho nên cái thời gian mà để chúng ta làm việc á, mà gọi là nhiều hơn là không thể luôn á. Cho nên thầy mới gửi cho mấy em mấy cái đó, mấy em xem ha. Để cuối giờ để thầy nói lại. Chứ còn không là thầy vẫn thích dạy trực tiếp hơn. Chứ thầy cũng không có muốn mà gửi đâu. Tiếp nó vẫn tốt hơn. Rồi. Thì năm rồi thầy giảng mấy anh chị như thế nào thì năm nay cũng y chang với mấy em vậy. Chắc chắn nó không có gì khác hết, chỉ khác là nó là quá khứ, nó không có trực tiếp, nó là gián tiếp. Rồi, một người đi xe đạp theo quỹ đạo là đường thẳng được mô tả như cái đồ thị là DT. DT rồi, đồ thị ha, đồ di chuyển theo thời gian. Cái câu A thì đầu tiên nó cho mình cái đồ thị là DT. D tính bằng mét, T tính bằng giây. Rồi. Câu A tính tốc độ của người đó từ lúc ban đầu đến 250, tức là nó không có đổi chiều. Đúng không? Tức là tính tốc độ. Đấy, tốc độ của người đó trong cái thời gian. Tức là V là bằng bao nhiêu mét trên giây khi T từ 0 đến T bằng 250 giây. À. Rồi, câu 2, câu B. Tính vận tốc trung bình của người đó từ lúc ban đầu đến T bằng 300 giây. Tức là ở đây nó kêu mình tính là tính trung bình, tính tốc độ trung bình. À, khi T bằng 0 á, đến T bằng 300 giây. Thì cái này nó cũng khá là dễ dàng, không có gì khó hết, đúng không? Thì tốc độ của người đó, tốc độ của người đó ban đầu là 250. Thì trong trường hợp này á, mình hiểu không? Mình học lý thuyết rồi, tốc độ là độ lớn của vận tốc, đúng không? Mà trong trường hợp này chuyển động thẳng không đổi chiều, nó chính là bằng độ dịch chuyển. Mà độ dịch chuyển, tức là bằng delta V á, là bằng vận tốc đó, bằng delta T, nó bằng là vận tốc là bằng độ dịch chuyển chia cho thời gian, đúng không? Mà tốc độ là độ lớn của vận tốc, chuẩn của nó là độ lớn của tốc, và độ lớn của tốc là bằng delta D trong trường hợp không đổi chiều, độ dịch chuyển chia cho thời gian. Tức là mình lấy D2 trừ cho D1 chia cho T2 trừ cho T1. Thì D2 nè, ngay chỗ 250 giây thì giống chỗ đây 1.000, D1 thì chỗ này là 0, lấy 1.000 trừ cho 0, còn T2 là 250, T1 là 0. 250 trừ 0, 1.000 trừ 250 thì mình biết rồi, bằng 4. Xong câu A. Câu B.
Rồi, tính vận tốc trung bình của người đó đi từ ban đầu cho đến này, vận tốc trung bình. Thì trong trường hợp này, cái vận tốc trung bình, chứ không phải đây là nó kêu mình tính là để vận tốc trung bình nha, chứ không phải là nó kêu mình tính cái độ di chuyển đâu. Đấy, trong trường hợp này nó đổi chiều nè, đổi chiều thì cái vận tốc trung bình là công thức là như thế nào, tốc độ khác nha, vận tốc khác à. Phải phân biệt cho rõ. Thì ta có vận tốc trung bình thì mình sẽ, nó sẽ bằng là gì, vận tốc trung bình nó sẽ bằng là độ di chuyển chia cho thời gian, đúng không? Thật ra đây nãy là delta s này, chia cho delta d mới đúng, nhưng mà do nó không đổi chiều á cho nên cái delta s với delta d là nó giống nhau, hiểu không? Còn cái vận tốc trung bình là nó khác à, chỉ dùng delta d thôi à. Đó, vận tốc trung bình của người đó. Đó, đi từ đầu đến 300 năm, 300 thử gì với 300 là V á, nó chỉ bằng là delta D thôi chứ không có delta S á, chia cho delta gì, delta T. Đó, tức là lấy D2 trừ D1, DT2 trừ cho D1. D2 á, ngay chỗ 300 này giống vô là 800. À, còn D1 đầu tiên là không á, 800 trừ cho không. Còn T2 trừ cho T1 vẫn là 2 à, là 300 chứ, T2 là 300 nhé. Trừ cho 1 là không, là 8 phần 3, 800 đúng không? 8 phần 3 thì mình vẫn máy ra. Lấy hai chữ số đi, là 2,666 là 2,67 à, mét trên giây. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu số 2. Bây giờ ta sẽ đi vào câu số 3. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h. Đây. Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao tự do h là h nha. Rồi. Cho h biết rằng sau khi rơi được bóng dây thì vật chạm đất. Tức là sao? Mình bỏ chữ h nó cũng được, phải khi t bằng 4 giây thì chạm đất. Tức là vật nó đi cái được cái quãng đường s nó bằng h đó, h mét. Hiểu ha? Rồi lấy g là bằng 10 mét trên giây bình phương. Gia tốc rộng trường đó, lấy g bằng 10 mét trên giây bình phương. Rồi. Bỏ qua sức cản của không khí. Câu A. Tính độ cao của vật so với mặt đất và vận tốc của vật khi vừa chạm đất. Độ cao của vật so với mặt đất là h là bằng bao nhiêu đúng không? Đó, và vận tốc của vật khi vừa chạm đất là v là bằng bao nhiêu đó. Rồi câu B á, là nó kêu mình tính cái gì? Câu B. Mấy cái này giữa kỳ làm được hết rồi, không có khác gì luôn, hiểu không? Nó chỉ khác có câu 4 mà. Thêm câu 4, còn lại dùng định lực 2 Newton. Chứ còn lại là tất cả là nằm trong cái kiến thức giữa kỳ hết. Rồi, tính thời gian vật rơi trong 2 giây cuối cùng. Thời gian vật tức là delta t đúng không? 2 giây cuối cùng tức là mình lấy là gì? T bằng 4 giây đúng không? Mình lấy cái tính thời gian vật rơi trong 2 mét cuối cùng, xin lỗi, thời gian delta t ha. Tức là mình tính cái thời gian mà nó rơi được 4 giây. T bằng 4 giây. Đúng không? Tính thời gian t là 4 giây. 2 giây cuối cùng. Đó, mình trừ cho cái thời gian mà vật rơi được 2 giây. Yeah, t bằng 2 giây. Tức là lấy thời gian vật rơi được 2 mét cuối cùng. 2 mét cuối cùng. Làm lấy cái quãng đường vật rơi được h mét, à, lấy cái thời gian chứ vật rơi được h mét, trừ cho cái thời gian mà vật rơi được h trừ 2 mét, đúng không? Nó bằng bao nhiêu giây? Đó, vậy thôi, công thức rất là dễ, đâu có khó gì đâu, lý mà đâu có gì bình thường, dễ. Rồi, ở đây ta tìm h đúng không em? Thì em phải nhớ cái công thức liên quan đến độ cao nãy mình học ra tự do bằng lý thuyết có đó. H là bằng 1, 2, g, t bình. Nó kêu tìm h là mình phải biết g với t bình. T, g với t thì có nè. Vậy là xong, đúng không?
Đó thì ta có là độ cao à, theo công thức h là bằng 1 phần 2 gt bình, d là 10, t là 4 bình. Rồi dễ nè, 4 bình là 16, 16 nhân 10 là 160, chia 2 là 80. Rồi xong OA. Đó, độ cao. Chưa còn cái nữa đúng không? Là vận tốc. Thì mình biết rơi tự do rồi, đúng không? Thì công thức là V bằng G nhân T. Đó, tức là vận tốc à, đúng không? Của vật vừa chạm đất. Của vật đó, độ độ cao này ghi đầy đủ luôn đi. Độ cao của vật so với mặt đất là à, trình bày đầy đủ là như vậy. Vận tốc của vật khi vừa chạm đất là V là bằng C nhân T. D là 10, T là 4 là bằng 40. Nó cho dễ vậy, bạn thấy phải nhiều khi lý nó cho vậy đó. Nhưng mà thực chất á, là không phải vậy. Mình đang học ở đây là những cái đề dễ thôi. Giống như thầy gửi em cái đề mặt đến chi thì em thấy khá khác liền. Thì cái đề mặt đến chi nó tựa tượng trưng cho cái đề giống như thi quốc gia vậy, trung học phổ thông quốc gia. Chứ không phải là cái đề loại này. Cái đề loại này là cái đề thường thường thi tốt nghiệp, lấy điểm tốt nghiệp thôi, chứ còn cái điểm mình xét tuyển vào đại học là phải cái đề cỡ đó vậy. Rồi, thời gian vật rơi trong 2 mét cuối cùng. Đó, thì bây giờ mình tính là thời gian vật rơi trong 2 mét cuối cùng phải không? Trong thì thời gian vật rơi trong h mét đó là nhiêu đây? Vậy thời gian vật rơi trong h trừ 2 tức là 80 trừ 2 đúng không? Là 78 mét cuối nha. Tức là thời gian vật rơi được 78 mét là, thì công thức thời gian là mình biết rồi. Nó mình dục qua dục lại từ công thức này nè. Đó, mình suy ra ha. T nó bằng căn của gì? Căn của đây là 2h phẩy đi. H phẩy là em 8 mà, hiểu không? 2h bằng chia cho g á, tại vì t bình nó bằng đó thì mình chia xuống. 2 nhân cho 78 chia cho 10 là 278. Là nhiêu? Trăm nói chung là bấm máy đi ha, cái này chắc là lẻ rồi. 2 nhân 78 làm tròn hai chữ số đi, chia cho 10 thì nó sẽ ra là 3,949, là 3,95. Thấy chưa? 3,95 giây. Rồi, tiếp theo là mình nói là thời gian vật rơi được. À, thời gian vật rơi được trong 2 mét cuối cùng là theo công thức. À, thì ở đây đó, mình tính ra thì ở đây đó h mét tức là ở đây là mấy mét, t bằng h mét tức là 80 mét nha, t h bằng 80 mét đó. Trừ cho t h bằng nhiêu? 76 mét đó. Thì 8 mét h là rơi được 8 mét thì thời gian là 4 giây, trừ cho 3,95 giây là bằng 0,05 giây. Rồi xong, cô B. Thấy dễ dàng không? Có gì khó đâu. Rất đơn giản luôn á. Làm nhiều khi bạn không muốn làm luôn. Rồi. Mình sẽ đi vào câu số 4. Nha. Một viên bi được thả lăn không ma sát trên một vật phẳng nghiêng với vận tốc đầu bằng 0, tức là V0 bằng 0. Ừ. Thời gian thả lăn trên cái quãng đường S đầu tiên là 1 giây. À, tức là khi à, khi S 1 á, trên lăn quãng đường đầu tiên S á, S1 bằng S đầu tiên nha, S1 bằng S à, thì nó mất cái thời gian là T1 bằng 1 giây. Còn tính thời gian lăn viên bi lăn trong cái cũng cái đoạn đường bằng S tiếp theo, tức là S2 là bằng S không, thì cái thời gian T2 nó là bằng bao nhiêu giây? Đó. À. Biết rằng chuyển động của viên bi là nhanh dần đều. Rồi, thì đây là chuyển động nhanh dần đều. Chuyển động viên bi nhanh dần đều, tức là gia tốc của nó dương đúng không? Thì cái bài này chúng ta cũng không cần vẽ hình, bởi vì nó quá dễ.
À, không cần phân tích lực vì nó không có liên quan gì tới cái lực, chủ yếu là sử dụng cái công thức thôi, liên quan đến cái quãng đường và thời gian thì mình biết công thức rồi. À, vật chuyển động nhanh dần đều á, thì cái công thức đúng không, nếu mình dùng công thức đầu tiên vẫn liên quan tốc đó là gì, v bằng v0 bằng at, còn nếu liên quan tới quãng đường là gì, s bằng v0 t còn 1 2 at phương, còn nếu liên quan tới gì, à, phương trình chuyển động là x bằng x0 v0 t còn 1 2 at bình phương, còn nếu công thức độc lập thời gian là gì, là v0 bình v bình trừ v0 bình bằng 2 as. Đã có lấy công thức nó vòng vòng đó thôi. Thì trong trường hợp này nó cho mình biết là như thế này, là nó liên quan tới quãng đường và nó liên quan tới gì, thời gian, thì mình sẽ dùng công thức liên quan đến quãng đường và thời gian nha. Đó thì chúng ta xét á, là thật ra chúng ta không có được phép làm trên một đoạn đường mà nó nằm giữa giữa, chúng ta chỉ được làm từ cái đầu đến cái cuối thôi, cái đầu đến cái cuối thôi, chứ không có xét giữa 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 được, hiểu không? Cho nên mặc dù cái đoạn thứ hai là mình phải ghép đoạn một với đoạn hai mình tính luôn, tức là cái đoạn thứ hai là mình phải ghép s cộng với s là 2s, còn t là một cộng với t 2 để mình dùng cái công thức chung nha, là nó liên quan đến gia tốc nó bằng nhau, hiểu chưa? Cái phương trình đây để mình giải ra được t 2 chính là gia tốc bằng nhau đó, tại vì mình biết là chuyển động nhanh dần đều là gia tốc không có đổi, hiểu chưa? Đó, cái kỹ thuật kỹ năng là do mỗi người thôi, mỗi người nó có cái kỹ năng khác nhau, hiểu không? Tức là khi nè s 1 nè bằng s đó, thì t 1 bằng 1 giây đó, nên ta có theo cái công thức mình học rồi, đúng không? S1 bình á, đúng không? S1 bình đó, S1 bình nha, S là S bình đó. S bình thì đúng rồi, S1 bình là S bình, được chưa? Nó bằng V0 T1. V0 này chính xác là V0 1, nhưng mà 1 với 2 nó cũng giống nhau, thôi khỏi ghi ha, cộng cho 1 phần 2. A là gia tốc cũng không có đổi luôn, cho nên không để A1, A2 gì, cho nên để A thôi, chỉ có T là thay đổi thôi, T1 bình đó, rồi mình thay vô S1 của mình là S bình phương đó, V0 mình là 0 đúng không, T1 mình là 1 cộng 1 phần 2 đó. A T1 bình là 1 bình đó. Thì từ đây mình đưa ra cái hệ nè, cái này là S thôi chứ không phải S bình nha, bài bài này là S1 nhé, phải ghi nhầm, S1 này là S thôi nha, S. Thì mình chuyển qua mình bấm cái hệ phương trình ra đó, đây là 0,5 a nè, đúng không? À, mình đắp s nè, trừ cho 0,5 a nè, bằng 0, phương trình 1. Ừ. Này không có câu a câu b nha, nói chung là đề dễ, tùy theo trường đúng không? Như cái trường nó cho khó, nhưng mà thầy cho mấy đề này dễ, tại vì thầy gửi chủ yếu gửi mấy đề hay cho mấy em tự xem đó, tại vì thầy cũng có thời gian nhiều, nếu mà giải một cái đề hay là mất 3 tiếng hoặc hai tiếng mấy 3 tiếng. Này, mỗi chiều này thầy thì thường là bận công đi công việc, cho nên nó sẽ lựa những đề dễ dễ giải cho em ha. Còn mấy đề đó là năm rồi thì rảnh thầy giải được, còn nãy giờ nữa. Rồi khi s bằng t 2 giây nè, hiểu không? Đó, thì ta có là gì, mình chú ý này nha, ở đây s chứ không phải dùng s. Nè khi s đúng không, khi s 1 cộng s 2 đó, đó là lấy cái quãng đường chung, hiểu không? Đó, tức là khi s nè, s bằng s1 cộng s2 luôn, thì nó chính là cũng quãng đường s luôn, s bằng s bằng 2s, thì cái t á, t nó sẽ bằng là t1 cộng t2, mình gom chung chứ tính từ đầu đến cuối chứ không được phép tính giữa giữa nha, t1 là 1 nè cộng t2 nè đó, vậy ta có đó, theo công thức đúng không, là s bình phương, s là s, s chứ không phải s bình phương, cứ bình phương hoài, v0 là t nè cộng 1 phần 2 nè, gia tốc vẫn không thay đổi nha, nhân cho t bình phương. Đó, mình thay vô s của mình là 2s, đúng không? Đó, V0 là 0, t lúc này là 1 cộng t2 mà 1 cộng t2 cũng như là 0 nhân diện bằng 0, mà tại ghi cho nó đầy đủ là như vậy. A, t là 1 cộng cho t2. Đó, đúng không? Bình phương lên. Thế này nè, mình phải dùng phương pháp thế mình giải mới được. À, thì đây là 2s. Đó. Không gì cũng bằng không đúng không, 0,5, tức là 2s bằng 0,5 nhân cho a cộng cho 1 cộng cho t2 bình phương, đặt phương trình 2. Thì thật ra đây định nãy nãy tôi không có chuyển vế nha, tại vì bài này không có máy được, cho nên phải dùng phương pháp thế, cho nên buộc
em phải lập cái tỷ lệ để em phải cúp S đi, S là bằng 0,5A, để em thay vô, thay 1 vô 2 mới giải ra, mới rút gọn giải ra được ha. Tức là thay từ 1 và 2 là ta hiểu rồi, khỏi cần ghi chữ thay cũng được. Từ 1 và 2 em suy ra, tức là cái 2 là cái này đúng không? Đó. Thì cái S mình có thể rút A hoặc rút S là tùy mình, thì rút S cũng được, rút A cũng đúng. S là thay chỗ này là 0,5A. Đó, bài 2 nhân 0,5A đó. Mình hiểu nha, là bằng 1A. Đó. Rồi đây mình sẽ chia qua, đúng không? Tức là ở đây mình tính 1 cộng T2 bình phương. T2 bình phương á, mình lấy A chia 0,5A là bằng 2. Đó, và mình bình phương ra 1 cộng 2T2 cộng T2 bình, chuyển 2 qua luôn, trừ 2 bằng 0. Vậy T2 bình cộng 2T2 trừ 1 bằng 0. Rồi mình bấm máy ra. Mod 9, 2, 2, 1, 2, trừ 1. Đó ra là trừ 1 cộng căn 2, trừ 1 cộng căn 2 là số dương. Đó, cái số này số âm nè, trừ 1 trừ căn 2 là số âm nè. Đó, T2 đó là trừ 1 cộng căn 2 là số dương. Chờ thầy cái nha. Đó, trừ 1 cộng căn 2. Thằng này là nhận nha. Rồi, nhận. Oh. Rồi, hoặc là T2 bằng trừ 1 trừ căn 2 là loại. Ừ. Trừ 1 trừ căn 2. Đó là âm, âm là loại nha. Rồi, như vậy chúng ta kết luận là gì? Đó, thời gian bi lăng đoạn đường S tiếp theo. À, tính ra luôn xấp xỉ cũng được, nhưng mà để gì cũng được. Vậy thời gian bi lăng đoạn đường S tiếp theo là ghi chính xác luôn ha, mình thích làm tròn thích, còn không ghi gì luôn cũng được. À, dây đúng không? À, là hoàn thành xong cái đề này, hiểu ha? À, dễ không? Các bạn có thắc mắc chỗ nào không?